Tuyến xe lửa đầu tiên ở Việt Nam Tuyến xe lửa đầu tiên chính quyền thuộc địa pháp xây dựng ở Việt Nam và Đông Dương vào năm 1881 là tuyến Sài Gòn Mỹ Tho đi về vùng đồng bằng sông Cửu Long, với sông Rạch Chằng Chịt, với ý đồ nối kết đô thị trung tâm là Sài Gòn với các đô thị khác ở đồng bằng sông Cửu Long để hình thành nên vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khai thác, vận chuyển nguồn lúa gạo, sản vật dồi dào ở đây và trên diện rộng hơn là nối kết các vùng kinh tế trong liên bang Đông Dương. Chính quyền Pháp đã đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho. Công trình đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho do công ty iPhone trực tiếp thi công, có tổ chức quy mô với nhiều nhà thầu, thi công khẩn trương trong 4 năm, có mặt nhiều kỹ sư cầu đường từ Pháp sang. Khó khăn lớn nhất của các hãng thầu thi công tuyến đường sắt này là nó đi qua vùng đất thấp và bùn lầy, thêm hàng chục con sông lớn nhỏ, trong đó đáng kể nhất là sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Một giải pháp kỹ thuật trước mắt khi chưa xây dựng được cầu, được kỹ sư Thaven Giám đốc Sở Giao thông Công Chính Nam Kỳ lúc đó đề xuất là dùng phà và được chấp nhận. Một chiếc phà khổng lồ chạy bằng hơi nước được đưa vào sử dụng theo ý tưởng trên. Song song với việc đề xuất sử dụng phà, hãng Afo bên Pháp thiết kế và chế tạo hai cây cầu sắt bến lức bắc qua sông Vàm Cỏ Đông và cầu Tân An qua sông Vàm Cỏ Tây. Ngày 20 tháng 7 năm 1885, tuyến đường sắt Sài Gòn Mỹ tho dài 70 km hoàn thành với kinh phí khoảng 11,6 triệu franc khiến xe lửa đầu tiên xuất phát từ ga Sài Gòn, vượt sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây bằng pha đến ga tại Mỹ Tho, đánh dấu sự ra đời của ngành đường sắt Việt Nam. Thế nhưng hai cây cầu chưa chế tạo xong, giải pháp dùng pha được sử dụng để đưa xe lửa qua hai con sông. Các kỹ sư người Pháp đã thiết kế hai đường lên xuống phà cho xe lửa thật hoàn hảo. Trong suốt hơn một năm xe lửa qua phà mà không xảy ra bất cứ trục trặc gì. Tháng 5 năm 1886, hai chiếc cầu Bến Lức và Tân An được bắt hoàn chỉnh. Việc sử dụng phà mới chấm dứt. Ban đầu, xe lửa đầu kéo là máy hơi nước, mỗi lần muốn lên dốc qua cầu, xe lửa phải dừng lại hồi lâu để nồi sấp đủ hơi, vì nếu nồi sấp yếu, đầu máy kéo lên dốc không nổi. 11 năm sau, đầu máy hơi nước được thay bằng các đầu máy loại mới 220TSACM chạy bằng dầu, kể từ đó xe lửa mới qua cầu suôn sẻ, tốc độ chạy cũng nhanh hơn. Chiều rộng đường sắt khổ 1m là khổ đang được sử dụng rộng rãi thời bấy giờ trong ngành đường sắt Anh, pháp ban đầu nhà cầm quyền pháp định kéo dài tuyến đường về miền Tây, đến Cần Thơ rồi vòng qua Nam Thanh Campuchia. Thế nhưng do chi phí bắt cầu qua sông Tiền và sông Hậu quá tốn kém, nên họ chỉ xây dựng đến Mỹ Tho. Tuyến xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho ngày ấy dài 70 km, điểm khởi đầu xuất phát từ ga Sài Gòn, tại vị trí này là công viên 23 tháng 9. Tuyến đi theo các đường, Cống Quỳnh Phạm viết Chánh Hùng Vương Hồng bằng Kinh Dương Vương Ngã Ba An Lạc Quốc Lộ 1 và kết thúc tại ga Mỹ Tho nằm sâu trong thành phố, sát cạnh chợ. Tổng cộng có 15 ga được xây dựng trên tuyến gồm Sài Gòn, An Đông, Phú Lâm, An Lạc, Bình Điền, Bình Chánh, Gò Đen, Bến Lức, Bình An, Tân An, Tân Hương, Tân Hiệp, Lương Phú, Trung Lương và Mỹ Tho, trung bình hai ga cách nhau khoảng 4 km. Mỗi ngày có 4 đôi tàu chạy trên tuyến đường này, chuyến đầu tiên xuất phát từ Mỹ Tho lúc 1 giờ 30 sáng, đến Sài Gòn lúc 5 giờ. Ở đầu ga Sài Gòn, tàu cũng xuất phát trùng giờ, chuyến thứ hai lúc 9 giờ sáng, chuyến thứ ba lúc 1 giờ chiều và chuyến cuối lúc 6 giờ tối. Ban đầu, khi xe lửa còn qua hai chiếc phà và chạy bằng đầu máy hơi nước, thời gian hành trình mất 3 tiếng rưỡi. Sau khi cầu Bến Lức và cầu Tân An thông xe, rồi đầu máy kéo được thay thế hệ mới, mạnh hơn, thời gian hành trình rút xuống còn 2 tiếng rưỡi, rồi chưa tới 2 tiếng, tương đương với thời gian đi xe ô tô từ Mỹ Tho tới chợ Bến Thành ngày nay. Chính vì sự thuận tiện đó, nên mặc dù mới xuất hiện đã thu hút được nhiều hành khách bản xứ người sài gòn về miền tây ngồi xe lửa đến mỹ tho rồi đón tàu ghe đi tiếp lợi hơn gần một ngày đi đường sông ngược lại khách miền tây lên chơi chốn sài gòn đèn ngọn xanh ngọn đỏ cũng chỉ đi tàu sông đến mỹ tho rồi chuyển tiếp qua xe lửa thậm chí nếu ghe lên mỹ tho muộn họ sẽ nghỉ lại quán trọ qua đêm để đợi chuyến xe lửa sớm nhất tàu đi thường đúng giờ đôi khi có trẻ đôi chút và theo quy định cả khi tàu đi hoặc đến các ga đều phải kéo ba hồi còi súp lê nhờ có đường xe lửa nối liền với sài gòn mà vị thế của đô thị mỹ tho trở nên phát triển hơn cả so với các đô thị khác ở miền tây kể cả cần thơ ga xe lửa mỹ tho hồi đó nổi tiếng vì đây là ga chót nối các tuyến thủy bộ đi lục tỉnh và mỹ tho là một trong ba đô thị lớn nhất vùng nhà ga được thiết kế kiến trúc theo kiểu pháp mái ngói vách tường cửa ô vọng nguyệt có chỗ bán vé chỗ hành khách ngồi chờ có cân dùng để cân hành lý ai chở nặng thì phải trả nhiều tiền Vé xe lửa được làm bằng loại giấy rất dày và cứng. Sau khi thu tiền, người bán vé đưa vé vào máy đột lỗ. Khi hành khách lên tàu người soát vé còn bấm vé một lần nữa. Theo tài liệu lưu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2, số lại thu được từ tuyến đường sắt này đến cuối năm 1896, 11 năm, là 3,22 triệu franc. Đến năm 1912 là hơn 4 triệu franc. Nhưng đến thập kỷ 50 của thế kỷ 20, tiền lại dần dần xuống thấp bởi vì xe hơi và các loại giao thông khác đã phát triển cùng với hệ thống đường bộ Sài Gòn Mỹ Tho được đầu tư lớn, nên người dân chuyển sang đi các phương tiện đường bộ, đường sắt không còn được ưa chuộng nữa. Năm 1958, tuyến đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho bị chính quyền Sài Gòn cho ngừng hoạt động vì không có hiệu quả về kinh tế. Hiện nay, toàn bộ tuyến đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho đã bị tháo dỡ, ngay cả ga Sài Gòn cũng bị dời ra Hòa Hưng. Tuyến đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho chỉ tồn tại 73 năm nhưng nó chứng minh một điều cho thấy cư dân sài gòn xưa và các tỉnh đồng bằng sông cửu long đã có sự kết nối gắn chặt với nhau cả về giao thông kinh tế và xã hội hiện nay tuyến xe lửa đầu tiên việt nam chỉ còn là ký ức của vùng đất nam kỳ xưa cảm ơn các bạn đã lắng nghe